Cách nấu nước đậu đen để uống khiến bạn luôn trẻ như gái 20 Đậu đen không chỉ có tác dụng rất tốt cho sức khỏe mà nó còn giúp bạn có được làn da trắng sáng, mịn màng và trẻ trung như gái đôi mươi Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nông nghiệp và Hóa thực phẩm GAFC của Hoa Kỳ Trong đậu đen có chứa nhiều hợp chất anthocyanin, Chất chống oxy hóa giống chất có trong nho, quả mâm xôi, dâu tây nhưng có hàm lượng cao gấp 10 lần các loại quả trên, đặc biệt đậu càng đen càng thẫm màu thì lại càng giàu hóa chất anthocyanin. Ngoài ra trong đậu đen còn chứa nhiều sắt giúp cơ thể làm tăng lượng hồng cầu trong máu giúp cải thiện sắc tố da, đồng thời giúp bạn trông khỏe mạnh và tươi tắn hơn. Vậy tại sao bạn lại không uống đậu đen vào mỗi buổi sáng để có thể sở hữu một làn da trắng sáng mịn màng và trẻ trung như gái đôi mươi? Chỉ cần 100g đậu đen, 50g đậu xanh, 50g đậu nành, 3 thìa cà phê mật ong, bạn đã có thể thực hiện được loại nước thần thánh này. Cách làm khá đơn giản, đầu tiên đậu đen đậu xanh, đậu nành mua về ngâm nước muối 5 phút, rồi xả nước cho sạch bụi bẩn. Bắc chảo lên bếp, cho toàn bộ số đậu vào rang, đảo đều với lửa to lúc đầu, sau đó hạ lửa nhỏ để đậu không cháy. Sau khi rang khoảng 15 phút, kiểm tra xem đậu đã chín đều chưa bằng cách ăn thử 1 đến 2 hạt. Đậu chín, chút ra chén để nguội, sau đó bạn bắc một nồi nước, 1 lít nước cho phần đậu đã rang vào, nấu sôi và hạ lửa lưu diêu. Sau khi đun được khoảng 15 đến 20 phút, tắt bếp, lọc qua dây, bỏ phần đậu đi, chỉ giữ lại nước. Để nước đậu trong tủ lạnh, mỗi lần uống 1 ly 250 ml trước khi uống thêm một thìa mật ong khuấy đều, ngày uống 1 ly vào buổi sáng, uống đều đặn 1 đến 2 tuần bạn sẽ thấy da có chuyển biến rõ rệt, trắng hồng và rạng rỡ hơn, các nếp nhăn dần giảm đi và biến mất. Bạn sẽ có làn da căng mịn, trẻ trung như gái 20. Ngoài ra, đậu đen còn có tác dụng rất tốt trong việc chữa rụng tóc, giảm cân, trị sẹo và chống lão hóa.